trong các thế giới ấy các khổ của hữu tình tạm ngưng thân tâm an lạc cũng tạm lìa xa pháp ác bất thiện tham sân si tâm từ cùng hướng về nhau như mẹ với con khi đó ba ngàn đại thiên thế giới đầy kín người không có khe hở nào dù bằng một lỗ chân lông trời rồng dạ xoa hiện đạt phượng át tốn lạc, ít lộ trà, phần nại lạc, mà khô lạc già, nhân phi nhân, đầy đủ trong ấy. Nếu các hiếu tình cần nghe Pháp hổ mà được thọ hóa thì nghe Phật nói khổ, cần nghe Pháp vô ngã, tịch tính, viễn ly, vô thường mà được thọ hóa thì cũng như vậy. Cần nghe Pháp như huyễn mà được thọ hóa thì nghe Pháp như huyễn. Cần nghe Pháp như mộc, như tiếng vang, như ảnh thượng, như ánh sáng, như quáng nắng, như biến hóa, như thành tầm hương mà được thọ hóa thì cũng là như vậy. Cần nghe Pháp giải thoát môn không vô tướng vô nguyện mà được thọ hóa thì nghe Phật nói không vô tướng vô nguyện. Khi ấy có các hiếu tiện nghe như Lai nói tất cả các pháp từ nhân duyên sanh hoặc nghe nói uẩn hoặc nghe nói giới hoặc nghe nói xứ hoặc nghe nói khổ hoặc nghe nói tập hoặc nghe nói diệt hoặc nghe nói đạo hoặc nghe nói bốn niệm trụ bốn chánh đoạn sáu thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo hoặc nghe nói pháp tịch trì, diệu quán hoặc nghe nói các pháp thành văn hoặc nghe nói các pháp độc giác hoặc nghe nói các pháp bồ tát bồ tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy thì hiện đủ loại tướng chuyển pháp luân tùy theo căn tánh xài biển của các hữu tình mà được lợi lạc thân tâm hoàn hỷ khi ấy xá lợi tử nói với tối thắng này thiên vương cảnh giới mà bồ tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa thật là quá thậm thâm khó nghĩ khó bàn khó biết khó nhập thắng đáp. Thưa Đại Đức, Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã và làm mặt đa sâu xa. Việc ấy thù thắng công đức vô lượng vô biên. Này tôi có nói trăm phần, ngàn phần cho đến cực số phần cũng chẳng bằng một phần ấy. Chỉ có Đức Như Lai mới có thể nói trọn vẹn. Nay một ít phần ấy của tôi nói đều là nương vào sức oai thần của Đức Như Lai. Vì sao? Vì cảnh giới của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn. Các chúng Bồ Tát chỉ có một lần xanh nói công đức ấy còn chẳng thể hết, huống nữa là các vị Bồ Tát khác. Đại Đức nên biết cảnh giới của chư Phật tịch tĩnh để ngôn thuyết chỉ có trí vô phân biệt và trí hậu sở đắc mới có thể hiểu được. Đại Đức nên biết nếu Đại Bồ Tát muốn chứng nhập cảnh giới của chư Phật thì phải học phương tiện thiện xảo bát nhã ba làm mật đa mới thông đạt rốt ráo tam ma địa kiện hành, tam ma địa như huyễn, tam ma địa kim cương dụ, tam ma địa kim cương luân, tam ma địa vô động tuệ, tam ma địa thông đạt khắp tam ma địa không duyên cảnh giới tam mà địa sư tử tự tại tam mà địa vua tam ma địa tam mà địa công đức trang nghiêm tam mà địa tuệ tịch tính tam mà địa siêu việt khắp tam mà địa phổ nhiễm trước tam mà địa tuệ trang nghiêm vương tam mà địa vô đẳng đẳng tam mà địa đẳng giác tam ma địa tránh giác tam mà địa ý vui tam mà địa hoan hỷ tam mà địa thanh tịnh tam mà địa hỏa diệp tam ma địa quang minh tam ma địa nàn thắng tam mà địa thường hiện tiền tam mà địa không hòa hợp tam mà địa vô sanh tam mà địa thông đạt tam mà địa tối thắng tam mà địa vượt qua cảnh giới ma tam mà địa nhất thiết trí tuệ tam mà địa tràng đứng tam mà địa đại bi tam mà địa an lạc tam mà địa ái niệm và tam mà địa pháp bất kiến Đại đức nên biết nếu đại Bồ Tát học phương tiện thiện xảo Bát nhã Ba la mật đa thì có thể thông đạt số giá vô lượng vô biên hàng hà sa số môn tam ma điện này mới có khả năng chứng nhập cảnh giới của chư Phật thân tâm an ổn không có kinh sợ như sư tử chúa, không sợ cầm thú. vì sao? vì nếu các đại bồ tát tu các tam ba địa bình đẳng như vậy, thì hành động gì đều không kinh sợ, không thấy trước mặt mình có oán địch nào. vì sao? từ sáng lợi tử, vì đại bồ tát này hành phương tiện thiện xảo bát nhã ba làm mật đa sâu xa, tầm không có chỗ duyên cũng không có chỗ trụ. Ý như có người dành cõi vô sắc trong tám vạn đại kiếp, chỉ có một thức, không có chỗ chủ cũng không có chỗ duyên. Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo bát nhã, ba làm vật đa sâu xa như vậy, tâm không có chỗ duyên cũng không có chỗ chủ. Vì sao? Vì các Bồ Tát này tâm hành,